xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một sản phẩm quách long. Sản phẩm sắc là quách lại Hoshin. Cái quách long này thì rất là đơn giản. Các bạn chỉ cần chuẩn bị một que. Các bạn chỉ cần chuẩn bị que gỗ như vậy. Cái que này thì các bạn có thể ra ngoài tiệm thuốc tây mua là gọi là que que đường lưỡi tem nhé, mà không là giấy. Có thể các bạn dùng giấy quán chuyên dụng hoặc là giấy A4. Đây là cánh tay mình đã quát từ trước, quát xong rồi. Thôi ngược như vậy. Rồi.